Rồi, hello, xin chào cả nhà, đã quay trở lại cái kênh game kênh của 24.vn. Mà hôm nay thì có một cái chương trình đó là thanh lý cái số cảo ở trên màn đây. Hiện tại đây thì nó có được là 6 cây nha. Lý do thanh lý là hàng này hàng mới nha, hàng mới nhưng mà về hôm rồi cũng khá là nhiều, và hiện tại bán thì còn 6 cây. Để thì nói chung là cảo nó để lâu ngày thì nó hơi bị ẩm, nó bị hơi có bị cái dấu hiệu là rỉ ha, con số cái dấu nó bị rỉ như thế này, nhưng một con cái thì có nó ở đây nó mới hết nha, nhưng mà nó rỉ trên thân này thôi nè. Đó thì hôm nay sẽ thanh lý bằng cách là khi mọi người mua một cặp thì sẽ được tặng ngay một cái thước dán làm ngọc ha, tức là cái này nó dán vô trong cái cạnh bàn bàn làm ngọc hoặc là cái bàn cưa vân vân. Những khi anh em chú bác mua cái cưa bãi về á, cái cưa bàn á nó không còn cái vạch thước nữa, thì ta mua cái này về ta dán vô để ta sử dụng ha. Cái vạch cưa này của cái thước dán này chỉ giá của nó là 110.000 ha, mã là 2653. Nếu anh em chú bác có cần mua thì nhắn cái mã này luôn ha, 2653 giá 110.000 cho cái thước dán này. Thì hôm nay mọi người mua một cái cặp này sẽ được tặng một thước dán và một cái thước cuộn 2m ha, thước cuộn 2m. Đây sẽ được tặng hai món quà này thì cũng chỉ giá 150.000 này ha, chỉ giá 150.000 đó. Thì khi mọi người mua cái này em hôm nay thanh lý ha, tức là mua nguyên cặp nha. Một cặp của nó là 480.000, mã là 5413, một cặp là 480. Ở đây lúc trước là bán 240 một cái, hôm nay là bán nguyên cặp thanh lý luôn, tức là mua một cặp như thế này sẽ được tặng một cái thước dán của cái này. Thì cái này kích thước của nó là 445 ly, tổng dài thì tới đây gọi là cảo ép kẹp nhanh ha, cảo ép nhanh. Nó cảo được như là 3 tấc á, đúng rồi, tức là tổng chiều dài của nó là 445 nhưng mà cảo được ba tấc ha. Đó, cảo ép nhanh là dùng làm mộc để tay gái giữ được cái thứ nè, cái bóng lúc này ta kéo lên là giữ của Takari Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đây in trainer ha, hàng Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc, gia công cho thằng Takari. Đó, mã 5413 nha, một cặp 480.000, 5413 480, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin giúp em cái mã hàng. Chào cả nhà, chào mọi người.